Hơn 1/20.000 như vậy là mình có đếm số lượng viên không? Có 4 viên. 2 viên. Có vừa rồi. Xin lỗi cơ. Tôi cho anh em 5 giây để đoán món này tên gì. 5, 4, 3, 2, 1. Mới đầu chưa ăn thì nó giống bò viên chiên bà nội ơi. Y xì luôn chứ, từ màu sắc tới kích thước. Mà thật ra là khoai mỡ chiên lắc phô mai. Chỉ có 20 xiền thôi mà tới 24 viên to ú nụ như clip. Thú thật cho mọi người là mình đi ăn nhiều nơi rồi. Mà với cái giá 20k như vậy thì không nhiều bằng cái chỗ này đâu nha. Một cái lần chiên như vậy là chắc trên dưới 100 viên. Có lẽ là hên xui ăn chúng cái bịch mà không quá nóng. Trộm vía là hôm mình đi, như anh em thấy đó, đang chiên nóng hổi luôn. Ở đây có thường với lắc phô mai thôi thì vẫn là 20 xiền. Mà bán từ sáng cho tới 10-11 giờ đêm lận á. Ai mà hay ra đây hai chà chanh chà ơ đồ thì tấp vô dùm tôi cái nha.